À vâng, như vậy là hai IA, còn với mình là IA Sang. IA Sang dành cho hai game thủ bên phía team của Thái Bình. Còn bên kia là hai IA. Nói chung kèo đấu này nếu như xét về chém thì là cân. Còn nhưng mà xét về thế đánh thì mình là người đánh dễ đánh hơn. Mình có một Sang đánh cung và một chém IA phụ phản đánh chém. Và người là cầm chém đó là game thủ Gunny. Chuẩn bị chúng ta sẽ điện lại để xem một trận thi đấu mà anh ấy chém nhông nhông kèn game thủ cam quýt đây. Vâng, kèo đấu này thì cũng chỉ đánh giá là 19 và 10 nó không quá lệch đâu. Bởi vì là nếu như mà Sang đánh cung thì Sang cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn với cả game thủ cầm IA mà đánh chém. Và nếu như cái bài mà kiểu đánh chém thủ nhà IA cánh của Sang mà đánh chém thủ và bật và chuyển cung A thì cũng rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà yên tâm, các bạn hãy cùng chờ đợi hai game thủ của bên phía Thái Bình thì các anh ấy sẽ biết làm thế nào để có thể giải quyết cái bài toán này. Đây rồi, quả phụ, hiêu, voi, đủ hết dành cho Gunny đây rồi. Anh có làm thêm mấy quả phụ nữa để có thể một bài khỏe không? Ở đây rồi, bài hiêu nữa này. Dân IA thì nó cũng chẳng khác gì dân AC đâu. Và ui, cho là ba bài hiêu cạnh nhau. Một lát nữa thôi thì trên kênh AOE1 sẽ là kèo đầu 44 giữa team Game TV cộng UK Club 1 VS lại với cả Sky cộng những người bạn. Theo thông tin báo về thì tí nữa thì bầu Đức Dị cũng vào đánh. Con voi thứ hai rất mượt mà. Lúc đến đây thì tôi ngồi tâm sự với Gunny. Thì tôi bảo là hôm qua ngồi chơi với tôm cả đêm không ngủ, xong rồi về đi làm, bây giờ ra đây bình luận. Xong rồi Gunny bảo là thì tôi cũng thì cũng cả đêm qua thì ngồi bế con. Đúng là các thanh niên cùng cảnh ngộ gặp nhau. Tất cả đều đang thiếu ngủ. Và Gunny thì bế con, tôi với tôm thì ngồi chơi với nhau. Còn chơi gì thì các bạn tự biết, thích nghĩ nào nghĩ, chả vấn đề. Đây rồi, voi nữa, đây rồi, đôi voi đi anh ơi. Phải có đôi. Đôi nào. Úm ra, không, không ra con nào. Không ăn quả thôi. Bà IA ba voi về nhà mắt liệm. Con voi thứ ba. Đóng nghe đi nào. Vẫn sẽ là một bà mà ok cái gì đây. Tôi chết tôi rồi. Ô không. Vẫn đóng được rồi, may quá. Rất may là đóng được rồi. Quá nguy hiểm với cái bãi quả này. Ôi tôi chết rồi, đóng nhảy thì dân lại kẹt rồi. Sao anh không đóng lùi ra và ăn một cây ở ngoài. Sẽ là một trận 7-4x. Kích 7-40. Ok, một thịt kìa, một thịt kìa. Vâng, 7-49. Ô, thanh niên nào đang ăn đây, phải ghét. Vâng, như vậy là người ta đóng ép rồi. Gặp kem thủ cam quyết. Ô, thế rồi. Nam đi lại vừa kích nhầm một thằng dân ăn quả. Mất 10 gỗ, 10 thực mất rồi. Như vậy là hai IA gần nhau. Còn bên kia sẽ là Van Lớp đối đầu lại với Tôm. Bài này nếu như mà Sang mà đánh chém ấy, mà đánh kiểu 1L1A1P với cả IA thì khả năng là Sang vẫn chết. Nếu như mà Sang mà đánh chém trận này ấy, thì ít nhất là phải 2L. 2L thì mới có thể chống được. Bởi bài IA nó phụ lắm. Mà Sang chém rẻ. Vâng, cực kỳ nguy hiểm luôn. Tham lai. Như vậy là màu 3 cam quýt
lên đời ngang với cả game thủ Tôm, rất phũ phàng. Một nhà IA lên đời ngang với cả một nhà Sang, quá nguy hiểm luôn. Đây là VM ăn vàng ở đâu đây anh? Kích nào. 10 phút 29 giây. Bãi vàng thì khéo lại ăn chung với mùa 3 thì lại tù. Vâng, hai nhà ăn chung vàng với nhau. Quá dị nhân. Xiên nó, con dân kìa. Đúng rồi. Chạy vào. Không có quẩy kia gì cả. Vâng, mình đi vòng. Vẫn thủng nguyên. Tí nữa kiểu gì nó đem cái e ra để có thể vào trọng đây mà. Tôi biết điều đó. Và ăn đi, anh cũng thừa biết điều đó luôn. Gunny đã bị chọc trên hai sân, trong khi anh vẫn chưa ăn được cái bãi vàng của game thủ Cam Quýt. Cẩn thận Quýt đen e. Một dân nằm xuống. Đừng ơi thôi, lùi ra, lùi ra, lùi cái khe ra, Gunny. Có không, như vậy là công giáp đầy đủ. Công giáp đầy đủ luôn. Hãy đề phòng cái e kia. Cam Quýt chết sạch dân ăn vàng. Hay đấy. Đề phòng một cái đấy này. Vâng. Thôi bây giờ thì đọc. Đó, như vậy là nhẹ rồi. Nhẹ nhàng rồi. Tự dưng là có một nhà IA không ăn được vàng. Và phế. Rất hay. Công việc của Tom sẽ là đơn giản hơn rất nhiều khi mà phải chỉ đối đầu với một nhà IA thôi. Chốt lại cái e đi anh ơi. Hay lắm. Rồi bây giờ đem cờ đi về ăn làm và ruộng ở nhà. Mình có P. Mình không hề xoắn. Dân có bánh xe rồi. Chúng ta có thể thấy là Quýt bây giờ thì cái nhà trống như một cái chuồng lợn. Và anh chạy đâu cũng không có rừng. Kia kia gặp rồi ăn đi. Đấy. Nhậu lớp bàng ra này đi. Úi giời, Quýt này không biết gì này. Không hiểu. Đấy, 3 dân nữa, như vậy là Quýt chết 9 dân. Đây là bãi ruộng này. Chỗ này mà có con cung rờ của Tom sang là mát mát luôn này. Ơi, nhưng con dân ở ngoài. Con dân ở ngoài, ở đầu kia. Sửa ruộng có làm tân ít không? Sửa kìa. Wow, ôi dân chiếm bánh xe. Thôi nhậu thôi. 5 dân nữa. Thế là 14 dân. Thế tôi cũng chả biết là IA đánh bao nhiêu dân. Bây giờ chết khoảng 15 dân rồi. Đây này, bãi vàng này khả năng đi tiếp này. Rồi. Ôi, Quýt đang cố gắng để có thể giữ dân. Bởi cái thằng nào ra sửa là chém luôn. Kìa kìa, con tăng kìa. Thôi, nó chạy mất rồi. Như vậy là IA tham quả IA của game thủ Gunny đang cân chết nhà của Quýt và có lẽ là khỏe hơn nhà của game thủ Văn Lớp. Tom đang có cung rờ. Như vậy là chả có xoắn gì những con cung rờ của những con phù của game thủ Văn Lớp nữa rồi. Tom ơi, Quýt chạy dân vào nhà anh kìa. Tham lai, úi giời ơi. Vâng, đè là 6-4 rồi. Lúc này thì Gunny đang chém bay mà tôi tỉnh ngủ rồi. Các bạn yên tâm mà tôi không nhìn nhầm ở đâu. Lúc nãy thì còn nhìn nhầm cung A đời 3 bắn ra lửa cơ. Nhưng bây giờ thì không ảo như thế nữa rồi. Kìa, có con chém vào nhà kìa. Thôi hú thôi. Vâng, tự nhiên là có con chém vào. Mình xin. Mình xin. Đen à, được, không sao. Sang của Tom nó đầu là có quân kia kìa, gặp kìa, gặp kìa. Cùng tê vào lớp đẩy đi giờ này làm gì. Thôi, Quýt ơi, Quýt đang marathon cho bản đồ, khổ lắm rồi. Anh có tách một con chém răng nhà của chính của Quýt không? Hay thôi đẩy phù sang đấy luôn được. Gặp dân thì hú dân, gặp chém hú chém. Cùng qua vào lớp đẩy này, 4 con bắt luôn, không có nhiều.
cái tội đi lang quăng. À không phải bốn con đâu anh ơi, đằng sau còn nhiều đấy. Vâng, cứ bắt một con A lẻ đằng sau thôi. Bây giờ thì 2 vs 1 rồi, chính thức là như vậy. Gắn đi đang khỏe như một con trâu. BL thứ 3 luôn. Bằng lượng vàng cho phép anh làm điều vậy như đó, và lượng ruộng thì cũng thừa là đủ rồi. Thằng này là 4x. Tôm đang đằng sau thì phải, gắn đi quay lại rồi. Có đúng không? Đây rồi, chuẩn bị sẽ là một pha A vs 1. Đây đây đây, đây. À cung A kìa. Các bạn lớp đứng quân khôn đấy. Nhưng mà đây là pha mà ốp quân. Hãy cẩn thận, cung A đang đứng dốc. Không, như bây giờ mình có cung G lạc đà và cả cung A, à cả chém. Không hề xoắn. Bạn lớp quyết chưa? Quyết chưa bạn lớp? Bằng BC luôn. Trong khi mà anh có 20 gỗ. Khá phũ. Rồi nhà mình có điều kiện và quyết đi sai rồi. Một trận thi đấu mà quyết không thi đấu. 3-2 trong trận đấu đầu tiên dành cho bên phía Thái Bình. Hắn đi chém trận này rất tốt. Vâng, cam quyết ăn chanh và cam quyết quảng luôn. Còn rất nhiều voi bên phía nhà tôm này mà tôm không ăn này. Một bài sang thì nó không cần quá nhiều. Một bãi quả mà gắn đi đọc cái gờ đấy xong là quyết thì ngồi ngoài móm luôn. Không ăn được nữa luôn. Tỷ số là 3 cho bên phía team Thái Bình.